Em đang chạy rap chị. Hai bánh. Chạy hai hai bánh. Chạy không đây là chạy rap. Trời đất ơi. Chạy ôm á mà. Giỏi vậy. Xem công nghệ đúng không gái? Ôi ơi. Ồ mạnh mẽ lắm ha. Cô bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn em mà nói thì bất ngờ luôn á. Em chạy xem công nghệ mà. Thấy đây là một người con gái gọi là mấy cái khúc mà mạnh mẽ chứ. Như khách người ta đặt này, người ta thấy tới thấy con gái có ai phản ứng gì không? Có chị. Cũng có một số nam họ ngại nè. Để nữ chở đằng sau lưng em ta ngại. Đúng rồi. Người ta kêu thôi em ra đằng sau đi, ông chở em luôn có không? Có chứ chị. Thì em tên là Bạch Ngọc Phúc. Em năm nay là 31 tuổi, quê em ở Quảng Ngãi. Hiện tại thì em đang làm việc cho một công ty kiểm toán ở quận 2 ạ. Em cũng rất vui khi được tham gia dự chương trình và mong muốn tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình ạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Thị Ngọc Phi. Em đến từ Quảng Ngãi. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm dược sĩ ạ. Và em đang sống ở Bình Tân. Em Quảng Ngãi luôn hả? Dạ, Quảng Ngãi luôn anh. Hai bạn có hỏi thăm nhau đi, hỏi có bà con gì không? Quảng Ngãi có gần nhau không? Bạn ở Quảng Ngãi là bạn ở huyện nào? Em ở Sơn Tịnh anh ở đâu? Anh ở Sơn Tịnh luôn. Tiếp tục có phường xã nào? Anh ở xã nào? Anh ở Tịnh Hà. Ồ em ở Tịnh Giang. Tịnh Giang với Tịnh Hà thì cũng gần lắm em. Thôi hỏi có ba má tên gì, có quen không? Bà con nó mệt lắm à. Lúc xưa thì ba má anh ơi cũng hay làm việc ở trên đó. Nhưng bây giờ khi mà lớn tuổi rồi thì ba má anh cũng về lại với Tịnh Hà rồi. Rồi hai bạn là cùng quê mà coi như gần xã nhau luôn đó. Mà hồi đó giờ gặp nhau, bây giờ gặp nhau là cái duyên dữ lắm luôn rồi đó. Bây giờ nói chút xíu tình trường của mình đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ em thì trải qua hai mối tình rồi chị. Kết thúc cái này cũng 3 năm rồi. Mình quen bao lâu rồi mình chia tay? Dạ 3 năm chị. Quen 3 năm. Mấy ba năm thì cũng tìm hiểu kỹ rồi, tại sao lý do gì chia tay? Bạn kia bắn say nắng nên là cho bắn đi theo nắng luôn. Thì em cũng thiếu quan tâm tới họ đó. Nên họ kêu em thì không biết cách giữ họ. Nhưng mà em nghĩ nếu mà thường họ giữ mình chứ mắc chi em phải giữ họ. Trai em sẽ giữ bạn gái hay là để bạn gái giữ em? Dạ em sẽ chủ động giữ bạn gái giờ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua hai mối tình lúc đi học. Đi học bỏ qua đi, mối tình mà sau khi lớn đó. Từ khi mà ra trường tới giờ thì em chưa yêu thêm một ai ạ. Thì đã 7 năm rồi. 7 năm rồi. Em chưa tìm được một người nào mà mình có thể trò chuyện tâm sự được à? Thật ra thì trong 7 năm qua em cũng chủ động tìm kiếm cho mình một cái mối tình. Nhưng mà những cái người mà em tìm hiểu thì hoặc là chưa có yêu hoặc là đã có người yêu rồi. Cho nên em vẫn ế tới giờ. Tiêu chuẩn tìm người bạn trai của em là như thế nào à? Tiêu chuẩn bạn nam của em là phải cao 1m68 đủ lên chị. 68 hả? Bên đó nhiêu? Dạ em cao 1m68 nhưng mà sau khi mang dài chị ơi. Nói nhiều một xíu chị, nhưng mà đừng nói dai. Chúng là người sống với gia đình chị, biết quan tâm tới người khác một xíu. Đặc biệt là quan tâm tới em xíu là được rồi. Em cũng vậy, em cũng phải quan tâm đến bạn trai của mình nha. Chứ vô tâm nữa là anh say nắng người khác nữa à. Ha. Em có cái mẫu người lý tưởng mình đặt ra như thế nào không? Em thích người giống ba em đó chị. Đẹp trai. Mà lúc nào cũng chỉ làm vì vợ, vì con thôi chị. Một người đàn ông sống cho gia đình. Rồi. Bạn trai. Em thích một bạn gái dễ gần và vui vẻ. Em rất là mong muốn một cái không khí vui tươi trong một gia đình sau mỗi ngày làm việc vất vả về bên cạnh những người thân của mình. Hỏi bạn gái một xíu, những lúc em rảnh rỗi thì em thường hay làm gì ngoài giờ làm việc trong công ty? Cứ em rảnh giờ nào là em đi kiếm cái khác em làm tiếp. Là em đang chạy rap chị. Chạy hai bánh. Chạy hai bánh. Chạy không đây là chạy rap. Trời đất ơi. Chạy ôm á mà. Giỏi vậy. Xem công nghệ đúng không gái? Ôi ơi. Ồ mạnh mẽ lắm ha. Cô bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn em mà nói thì bất ngờ luôn á. Em chạy xem công nghệ mà. Ủa đi làm dược là làm ban ngày đúng không? Dạ đúng rồi chị. Vậy là ban như em chạy là em phải chạy ban đêm. Dạ không. Sáng là em làm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Xong cái 2 giờ chiều đến 4 giờ đó em rảnh em biết làm gì. Em đi chạy, chạy xong tới 4 giờ chiều đến 8 giờ rưỡi đêm là em đi bán thuốc tiếp. Em thấy đây là một người con gái gọi là mấy cái khúc mà ví dụ như khách người ta đặt này, người ta thấy tới thấy con gái có ai phản ứng gì không? Có chị. Cũng có một số nam họ ngại nè. Để nữ chở đằng sau lưng em ta ngại hả? Đúng rồi. Người ta kêu thôi em ra đằng sau đi, ông chở em luôn có không? Có chứ chị. Em có chịu vậy không? Dạ. Thì cũng tùy theo người mình chịu chị. Em, thí dụ giờ em buồn có chuyện gì em đi làm thêm, nhưng giờ nếu có người yêu lấy chồng về thì phải lo cho gia đình đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy em có muốn lấy chồng sớm không? Dạ cũng muốn anh. Khoảng bao lâu? Với em nó không quan trọng thời gian anh, quan trọng là cái đối phương của mình nó như thế nào thôi, và nó đủ chỗ dựa để mình dựa chưa thôi. Ừ, đủ chỗ dựa thôi hả?
Để anh hỏi anh này, anh để dựa được không nha? Rồi, được rồi đó. Anh kia anh nghe để coi như thế nào. Wow, cười chấm chím rồi đó. Rất thích cô này. Bây giờ để chị qua chị coi các anh bên này coi sao. Hỏi cho kỹ nha chị. Hỏi kỹ phải không? Em muốn hỏi cái gì nữa không? Muốn hỏi cái gì? Chị chấp được là em thấy được. Tin tưởng chị ha. Dạ, chào chị. Lúc rảnh rỗi thì bạn làm gì? Ban ngày thì em đi làm. Còn tối thì em theo đuổi cái đam mê của mình, đó là em thích dạy học. Khi này về mình đánh rảnh mình đón xe ôm đi chơi nha em. Nhớ dạ. Nha. Bao nhiêu lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Em thì bây giờ tùy thuộc vào bạn nữ. Bạn nữ muốn lúc nào thì em cũng có thể tiến tới được cả. Em đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Dạ, mọi thứ thì em đã chuẩn bị xong hết rồi. Giờ chỉ còn thiếu mỗi cô dâu thôi. Thiếu mỗi cô dâu thôi ha. Dạ. Mình có cần phải làm dâu không em? Dạ không. Do em xác định là em làm việc ở trong Sài Gòn, cho nên là em mua nhà và ở trong Sài Gòn luôn. Chỉ lúc về già đó chị, thì em sẽ muốn một cuộc sống an nhàn. Về già thôi, rồi chưa dùng nghĩ xa quá rồi. Mà sao không tự tin hay sao mà nói chuyện không dám nhìn mặt tường một cúi xuống dưới không vậy? Em hâm mộ chị cái tường lâu lắm á, hôm nào được gặp chị chứ. Hâm mộ thì gặp tại nhà tôi không hung liền á. Lát nữa dù mình gặp bạn gái mình phải nhìn thẳng cổ, chứ không lẽ cứ cúi xuống nói vậy hoài. Dạ. Thì em có cái gì, em có điều gì em cần yêu cầu ở nhà gái nữa không? Dạ, để lát nữa em sẽ tâm sự với bạn nữ. Tâm sự bạn nữ ha, rồi được. Rồi hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với các anh chị ở trong công ty ạ. Rồi cho đại diện anh chị nào. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ chào chị. Dạ em nói với anh Phúc trước. Anh Phúc ơi, em thấy chị hiền, chị nói chị dễ thương. Anh thấy thế nào anh cũng bấm nút thôi à. Chị ơi, anh Phúc á thì ảnh hiền, không uống rượu bia, không hút thuốc. Anh biết nấu ăn nữa, nhưng mà tới bây giờ thì anh ấy là do anh không biết nói chuyện với con gái ấy, chị. Với anh có lại... thích nói chuyện với con trai không? Thích con trai hơn gái không? Dạ không, thích con gái hơn. Mà sao ảnh em là bạn của ảnh hả? Dạ dạ đồng nghiệp chị. Đồng nghiệp dạ. Trong cơ quan có nhiều cô cũng xinh giống như em vậy không? Dạ. Trời nhìn thì biết rồi. Chung không đó hả? Dạ. Xin không mà sao có khi anh không tán tỉnh mấy em mà anh phải đinh đến với chương trình. Tại bọn em thấy vậy nhưng mà anh không nhìn chị. Sao vậy? Dạ em không biết nữa. Anh chưa. Anh nhát lắm hả? Dạ không, bọn em thì quen rồi thì anh nói chuyện bình thường à chị. Mà em thấy rồi cặp đôi này rồi, nếu mà hai người đều hiền đều nhát vậy rồi làm sao có hợp không? Dạ chắc cũng được. Được hả? Dạ. Rồi cảm ơn em. Bạn gái bên kia đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với cô, với hai đứa em, với một người đồng nghiệp ạ. Rồi, cho gặp cô đi. Đây là cô ruột của bé Phi. Dạ. Rồi. Cô thấy cháu giờ rể tương lai này được không? Thấy cháu rể tương lai rất là được, hiền lành, tính cũng vui. Nói gì với cô đi. Dạ thì hôm nay gặp cô và em thì đó cũng là một cái duyên đối với cháu. Thì cháu mong rằng là sau này cháu sẽ có cơ hội để lên thăm cô thường xuyên và được gặp gỡ với em thường xuyên để cháu có thể gần gũi với gia đình mình nhiều hơn ạ. Cháu xin cảm ơn cô. Cô nghe ý kiến của em trai xíu được không ạ? Cô nghe ý kiến em trai, em ruột hả em? Dạ em họ ạ. Em họ, nghe ý kiến em trai. Anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý khán giả trong trường quay ạ. Chị em thì nhìn nhỏ con dễ thương, tính tình cũng mạnh mẽ và biết tự lập. Có một điểm thấy cái gì chị cũng biết làm nên nhiều khi là phải cần một cái chỗ dựa vững chắc. Còn anh bên này thì anh em thấy là anh rất là được, nói chuyện thật thà, tính tình hiền lành. Nhưng mà em thấy có một cái hạn chế một xíu là chị em cũng không có được cao, mà anh thì em nhìn cũng chiều cao cũng không được hạn chế lắm, nên em có phần lo lắng một xíu về cái con cháu sau này là còn về phần tính tình và cái công việc của anh hay là cái cách cư xử của anh thì em thấy rất là hài lòng. Nói chung là em thấy anh này rất là được, cái đó là cảm nhận của em thôi, phần lại là chị sẽ quyết định ạ. Em xin hết rồi. Cảm ơn em. Yên tâm đi, có những cặp vợ chồng không được cao nhưng con rất là cao. Anh nghĩ hai chồng mà nếu mà có con về mà chăm sóc tốt thì chiều cao vẫn tốt, không lo. Được chưa? Rồi dạ. Quan trọng là bây giờ rồi. Hai bạn nhìn nhau và cảm nhận về nhau như thế nào. Kéo màn lên. Kéo màn lên. Rồi mời các bạn. Mình có bó hoa tặng bạn. Cảm ơn bạn. Chúng ta cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, cảm nhận như thế nào? Thì lần đầu tiên gặp mặt thì anh có thể cảm nhận được em một cái sự gần gũi và thân thiện. Em cũng là một cô gái dễ thương, lại là người cùng quê với anh nữa, cho nên đó là một cái điều mà anh rất là thích.
Nhà anh được mấy anh em? Nhà anh thì có hai anh em thôi. Em trai của anh là đã lấy vợ và có con hơn 2 tuổi rồi, cho nên là anh bây giờ là bị gia đình hối lắm rồi. Em có hay xuống Tịnh Hà chơi không? Tịnh Hà với Tịnh Giang thì quá gần luôn đó mà. Dạ, em đi ngang thôi chứ biết xuống anh. Con gái cảm nhận gì về người đối diện? Anh đứng lên xoay vòng cho em xem thấy được không? Đúng rồi đó, đứng đi. Thiệt thà quá. Xưa giờ thấy là đi coi mắt vợ, kêu vợ quay vòng vòng thôi chứ chưa bao giờ thấy coi mắt chồng mà bắt chồng quay vòng vòng vậy đó. Không dễ thương mà. Giờ hát bài tặng cho cổ cái đi. Đứng lên hát luôn cho nó mạnh mẽ lên. Đó, cho cổ thấy vừa ngắm nhìn mình luôn. Ngày hôm qua anh đã mơ thấy em đó trong giấc mơ. Em thật là dễ thương ghê. Tại sao ta không làm quen với nhau để cho giấc mơ không còn là giấc mơ. Đừng đi đâu ấy, đừng đi xa, cho người ta cũng đừng xa ấy, cho yêu thương sẽ mang đến đây, xin cho anh đến bên đời em ấy ơi ấy a a a a. Sao anh thương ấy quá đi à, ấy ơi ấy siêu lòng đi nha, nha 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 ấy ấy nha nha. Dễ thương nhỉ. Ấy ơi à, ấy 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 à. Sao được không em? Cảm nhận dạ. Về anh như thế nào em? À, em thấy anh cũng được, cũng hiền. Ừ. Gặp nhau đây thì anh mong muốn là em hãy cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau hơn. Biết đâu rằng trong cái cuộc sống này chúng ta sẽ tìm thấy được cái hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình. Rồi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Bây giờ trong cuộc nói chuyện tôi thấy cô gái ngồi chỉ nhìn chàng trai cười. Và trong đầu cô gái suy nghĩ điều gì chỉ cô gái biết thôi. Cô ấy sẽ trả lời bằng cái nút bấm. Rồi để tay vào nút bấm đi. Một anh chàng rất dễ thương, một cô gái cũng bản lĩnh. Liệu hai người có hợp nhau không? Quyền quyết định là các bạn. Bấm hay không bấm, chúng tôi cũng đang hồi hộp chờ đợi. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tuyệt vời. Chúc mừng chàng trai, chúc mừng cô gái. Nào hãy nắm tay nhau. Dễ thương. Chị gặp cái là chị có cảm tình liền đó. Mà sao lại nhát dữ vậy trời. Cô gái bên kia đó xinh xắn dễ thương. Dạ. Nhà làm nghệ thuật nha, bố rất hiền luôn. Em tên là Lê Hoàng Mai, em năm nay 35 tuổi, hiện đang công tác tại phòng đối ngoại của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dân chứng khoán á nghe bạn trai ơi. Mai là quê ở đâu Mai? Quê nếu mà nguyên quán thì là ở Huế anh, còn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ạ. Rồi, mời bạn trai. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ, và chào bạn gái bên cạnh ạ. Và xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả. Tên em là Đỗ Khắc Mạnh. 10 năm trước là em làm sinh nhật thứ 33. Hiện nay quê quán của em là ở Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hiện nay em đang làm việc và sinh sống tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, em làm gì? Nghề nghiệp của em là làm sản xuất bóp ví da. Rồi, vậy thì hai bạn cùng quê ở khu vực phía Bắc rồi. Thanh Hóa với Hà Nội thì cũng cách xa nhau mấy. Rồi, ưu điểm và khuyết điểm bên đàn gái là gì? Điểm mạnh của em thì em là người sống tình cảm, rất là quan tâm đến gia đình, bạn bè và người thân. Em có cái tật xấu gì không? Em có một chút tật xấu đấy là bị đáng chí. Còn cái nhược điểm của em? Nhược điểm của em có cả ưu điểm đấy là em ham học hỏi. Nên cái nhược điểm đấy là học nhiều quá. Nên hiện tại vẫn ế á. Mình lấy chồng là hết đáng chí à. Chồng nhắc đúng không? Mạnh sao nè? Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, chân thật, không hút thuốc, không uống rượu. Rồi, hay vậy ta? Dạ. Rồi, có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì cũng có cái là cũng hơi nhút nhát chút. Có mấy mối tình rồi Mạnh? Dạ, em trải qua 3 mối tình ạ. Rồi, nhút nhát 3 mối tình luôn á. Mối tình dài nhất là mấy năm? Mối tình của em dài nhất thì là 1 năm thôi ạ. Ôi trời, có
Mối tình ngắn nhất là lâu bao lâu? Ngắn nhất thì cũng 6 tháng, 7 tháng. Có nghĩa là cả ba mối tình là chưa tới 2 năm đúng không? Đúng rồi, khoảng đó thôi. Còn em sao? Dạ em cũng trải qua hai mối tình nhưng mà cũng tình không chính thức. Thì cũng kiểu tìm hiểu sau một năm thì em thấy không hợp. Mối tình thứ hai được nhiêu? Cũng tầm một năm ạ. Nói nghe nè, bên đây á, người ta ế là tại vì người ta học quá nhiều. Người ta ham học hỏi quá, người ta ế. Còn bển lý do gì ế? Nhút nhát ế đúng không? Dạ bên em thì một phần là nhút nhát thì là công việc thì cũng làm cũng trong cái thời gian làm thì hay làm tối và cũng ít phụ nữ. Và làm ở tại nhà cho nên là cũng không được gặp gỡ mấy. Em làm gì tại nhà? Dạ em hiện nay em có cơ sở kinh doanh. Em tự làm luôn? Dạ. Tức là công ty của em luôn? Cơ sở của em luôn? Dạ. Là em làm chủ luôn? Dạ. Thôi giỏi vậy ta. Em ơi, vậy bây giờ em đến cái tuổi này rồi thì em mong muốn cái người bạn đời của em, người bạn gái của em phải như thế nào? Dạ em mong muốn là người bạn gái của em là vui vẻ, hoạt bát và biết quan tâm tới gia đình. Bạn muốn phụ nữ ốm hay là tròn tròn mẫm mẫm dễ thương? Vừa tròn tròn thôi mà cũng dễ thương là... Tròn tròn dễ thương ha. Dạ. Để anh coi qua coi có tròn tròn dễ thương không? Dạ. Em gái dễ thương. Em muốn cái mẫu hình lý tưởng thế nào hả Mai? Em nghĩ là không quá thấp tại vì em cũng không phải người cao lắm. Không, vấn đề không phải là cao thấp, vấn đề... À. Này mới quan trọng thôi. Vâng. Còn bây giờ ta không phân biệt cao thấp đâu em. Đừng lo. Em cũng không thích đàn ông hút thuốc lá, không thích đàn ông ham nhậu. Bên đây không có cái gì hết trơn. Đây hiền dễ thương lắm. Không lăng nhăng. À, không lăng nhăng luôn. Không lăng nhăng bây giờ mới là ế tới giờ. Ê, đúng nhát. Nhúc nhìn quá. Nhìn bên đây nhát dễ thương lắm. Ba mối tình cộng lại có 2 năm. Khủng khiếp thiệt. Chào chị. Ô chào em. Dạ. Gương mặt cũng hiền. Dễ thương. Dạ, dễ thương chị. Em. Dễ thương. Chị gặp cái là chị có cảm tình liền đó. Mà sao lại nhát dữ vậy trời. Cô gái bên kia đó xinh xắn dễ thương. Dạ. Nhà làm nghệ thuật nha, bố rất hiền luôn. Dạ. Anh giờ anh lo cho đàn gái nè. Dạ. Em giờ thí dụ lấy vợ, vợ ở đâu? Hiện giờ là em cũng đang sinh sống ở đang còn nhà ở nhà thuê ạ. Ở nhà thuê. Dạ. Cái cơ sở của em á là mình em làm chủ đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy là được rồi. Bên kia cô gái làm chứng khoán, cô ấy rất là thông minh luôn bởi vì làm về kinh tế mà. Dạ. Thành ra anh nghĩ là rất là giỏi. Em có nghĩ lần sau này về kinh tế mình giao cho cô ấy không? Về tiền bạc này kia. Về kinh tế thì sau thì em sẽ chi phí xong rồi còn thể phải giao cho vợ giữ thì tốt hơn. Chứ mà em giữ thì lại không giữ được. Phải giao cho vợ đúng không? Dạ. Ờ hôm nay em đi với ai? À em đi với mẹ, bạn của mẹ và các chị đồng nghiệp ạ. Oh. À. Dạ chào. À, cô chào cô. Cô thấy đàn trai thế nào nãy giờ qua cái cảm nhận của mình? Xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin yeah. chào tất cả các khán giả đang xem truyền hình. Thì nhận xét về bạn trai thì cũng chững chạc và cũng có thể là một chỗ dựa yên tâm. Con gái của tôi thì cũng ham học quá cho nên là nhiều khi cũng hơi có những cái lúc mà nó vô tư, lãng trí. Cô thấy hai đứa nó có xứng đôi hợp lứa với nhau không? Thế này thì phải để cho các cháu cũng tự tìm hiểu. Dạ, rồi cảm ơn cô. Tạm ổn. Rồi, Mạnh, Mạnh đi với ai vậy Mạnh? Dạ, hôm nay em đi với chú và một em gái. À, chú. Chào chú. Chào, chào chú đàn trai. Chào Kiền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Mình là chú của cháu Mạnh. Chú thấy đứa gái bên đây cũng ok. Và hai cháu cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Cháu cũng nhát mà chú cũng nhát. Thì các chú nhát, chú rung quá rung rồi. Chú rung. Cảm ơn chú nha. Xét về mặt nãy giờ mình cảm nhận đó Vân. Mình thấy nè, bên đàn gái thì ba mẹ ở gia đình cũng làm nghệ thuật, rất là hiền, dễ thương. Mà thông qua là chú của đàn trai thì thấy cũng gia đình cũng hiền luôn. Vấn đề là hai đứa sẽ tìm hiểu với nhau. Đúng rồi. Để xem coi họ cảm nhận cái đồng điệu với nhau hay không. Rồi chúng ta sẽ quyết định. Rồi thôi mở rào đi ha. Mở rào. Ô, chào em. Chào anh, chào anh ạ. À, hôm nay anh đến với chương trình gặp em, anh có món quà. Dạ vâng, quà. Cảm ơn anh, em cũng có món quà gửi tặng anh ạ. Rồi, anh cảm ơn em. À, anh có muốn quà anh gửi em. Dạ vâng, cảm ơn anh. À, cái món quà này thì cũng đầu tay anh làm ra, sản xuất ra.
nên anh cũng muốn gửi tới em một món quà để có kỷ niệm. À, em tặng anh chiếc ly, chiếc cốc uống nước, vừa để nhắc nhở anh chịu khẩu uống nước để tốt cho sức khỏe, hoặc ly này có thể uống cà phê luôn để giúp cho anh tỉnh táo mỗi ngày ạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Thế lần nào đầu tiên đến với chương trình, em thấy anh thế nào? Có giống người mẫu mà em nghĩ ra không? Em cũng không đặt ra một cái hình mẫu nào lý tưởng. Em thì chỉ hy vọng là người đó hiền lành, biết quan tâm đến gia đình và sẽ hòa đồng. Bởi vì nhiều lúc em có thể có những nhóm bạn ấy, đến tụ tập ăn uống thì em muốn mời người đó tham gia cùng. Thế thời gian mà anh với em hẹn hò thì em rảnh vào thời gian nào? Em rảnh buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật cuối tuần ạ. Anh thì làm tự do nên là có thể sắp xếp được thời gian để anh với em gặp nhau và đi uống cà phê. Dạ. Như em thì em lại thích không gian uống cà phê hay là đi chơi thì ở địa điểm nào thì phù hợp? Nhiều lúc em cũng có thể thích đi dã ngoại ạ, nghĩa là đi ra ngoài ngoại thành. Nên là không biết là lúc có thời gian rảnh thì anh dành thời gian làm việc gì ạ? Thời gian rảnh thì anh thì cũng nghe nhạc với cũng lang thang trên Facebook chút. Chứ anh có đi ra ngoài đi dã ngoại hay là... Đi dã ngoại đi chơi thì chỉ vô cái dịp nào đấy, giống như là vô ngày lễ, ngày gì đấy thì anh cũng đi chơi với bạn bè. Dạ. Nếu mà như tình cảm của anh với em á, thì tiến triển xa hơn á. Dạ. Con cái thì em thích mấy con ạ? Em nghĩ là 1 đến 2 đứa ạ. Đúng không? Anh cũng nghĩ vậy. Vâng. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Hiền lành. Và về gia đình thì chắc anh nghĩ là em sẽ một người là cũng đảm đang trong gia đình cũng rất tốt. Dạ. Vâng, mẹ em là giáo viên nên là mẹ em cũng dạy cho em nấu cơm gia chánh từ hồi nhỏ. À. Vâng. Bây giờ Mạnh tới nắm tay Mai nhé và hát tặng cô ấy cái gì đấy. Ấy, bước tới nắm tay cô ấy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói gì là hát luôn. Anh hôm nay anh đến chương trình thì anh cũng chuẩn bị một bài hát. Trong thời gian đang nắm tay em mà hát thì có thể sai lời hát thì cũng mong quý vị thông cảm ạ. Anh hát bài như thế nào đi nữa. Mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhé, dù có biết đâu ngày sau, dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào, anh với em chung lối đi về. Qua đây thì em tặng anh bài thơ. Bài thơ này nó rất gắn liền với cả ngày sinh của em, đó là ngày 3 tháng 3 âm lịch, ngày bánh trôi nước. Thì đây là bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương ạ. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Đấy, hay quá. Rồi, được rồi. Chúng ta trở về vị trí đi. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại cảm xúc của mình, có phải là cảm xúc thật hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút cho nhau cơ hội. Và nhớ rằng bấm nút không phải là để làm bạn, mà bấm nút chúng ta đang nghĩ về một điều xa hơn nữa. Đó là hướng tới hạnh phúc lứa đôi, hướng đến một gia đình nhỏ. Và điều này rất là thiêng liêng. Và tôi cho các bạn biết rằng trên hai cái ghế của các bạn đã có rất nhiều người đã đến với nhau, đã yêu nhau, đã sinh con đẻ cái. Nên điều đó nói với tôi rằng là trên đây là tình yêu có thật. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Trời ơi, mình cái nút bấm. Linh, mặt của Mạnh hốt hoảng á. Hốt hoảng giống như vừa mất của vậy đó trời ạ. Thật sự thế này á, trong mắt của anh Quyền Linh á, thật sự hai em rất hợp với nhau nha. Bây giờ á là em nói gì với mẹ vợ tương lai đó, mẹ Thủy đó. Cháu hôm nay cho đến với chương trình, cháu cũng xin cảm ơn bác đã sinh ra một đứa con. Và cháu xin phép bác sắp tới thì cho cháu được hẹn hò với em để tiến tới xa hơn ạ. Rồi, Mai nói gì với chú, với gia đình đi. Con xin chào chú ạ. Nhân qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, con xin phép chú cho phép con được gặp gỡ và hẹn hò với anh Mạnh ạ. Vâng, con cảm ơn chú nhiều ạ.
Cháu xin phép bác, cháu được làm thủ tục của chương trình ạ. Em xin phép em được hôn em nụ hôn. Dạ. Ôi ôi, ôi trời ơi, kêu quá. Dùng mít chị. Dục mít luôn hả? Bên kia dục à, bên kia dục lấy chồng rồi đấy. Dục mít luôn. Bên đây sao đây? Dạ, dự định sắp tới của bạn là gì? Hiện tại thì em đang làm công việc của công ty, nhưng mà em dự định sau này là em sẽ mở một quán ăn. Tôi tự em làm chủ rồi sẽ học làm đầu bếp luôn. Hiện tại em có thể nấu ăn được, cho nên là dự định tương lai của em nấu ăn được. Dạ, đi chợ, tự đi chợ nấu ăn được. Tự đi chợ luôn. Dạ. Quá vậy ta chắc là nấu ăn ngon lắm nè. Nghe anh bên kia nói thì em phải thì đã có được thấy rồi. Giống siêu siêu mẫu quá. Em ơi, em tên là gì vậy? Dạ, em tên là Thanh Hoài. Ừ, Thanh Hoài, Hoài năm nay bao nhiêu tuổi nè? À, dạ năm nay em 23 tuổi ạ. 23 tuổi. Dạ. À, anh Linh ơi, bên này á Thanh Hoài 23 tuổi của em á nha, em nói anh nghe nha. Tướng là y như là siêu mẫu luôn, anh rồi. Nhìn là anh choáng liền, anh muốn nhìn em anh phải ngước lên, là ngước lên cao đúng rồi, siêu mẫu được. Giờ mỏng lắm đúng không? À, là lúa luôn á. À, bây giờ chúng ta sẽ gặp chàng trai chúng ta cái đã. Xin mời chàng trai xuất hiện. Hello. How are you? Phát thanh kiều xích đạp liền. Gì vậy? Gì vậy Linh? À, nó chơi cho vui thôi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hồ Đức Lập. À, hiện nay em 24 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đức Lập? Dạ. À, Đức Lập có cằm trẻ nha. Cái này là trẻ thiệt hay là mình tự trẻ vậy? À, cái này là trẻ từ trong bụng mẹ trẻ ra. Còn trẻ chỗ nào nữa không? Dạ chỉ có cầm thôi chị. Ờ vậy hả? Trẻ tùm lum là chết luôn à. 24 tuổi. Dạ. Hình như bạn cũng hơi già trước tuổi à. Dạ đúng rồi. Tại vì em sống tự lập từ nhỏ. Tự lập? Dạ. Sống một mình hả? Còn nhỏ 10 tuổi là em sống một mình ở dưới quê, là sống tự lập ở nhà là tự lo mọi việc hết. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở ngoài miền Trung, Quảng Bình á. Quảng Bình? Dạ. Quảng Bình quê ta ơi. Dạ. À, bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vô đây khoảng được 14 năm rồi. Từ xưa giờ sống một mình? Dạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ thì em đang là nhân viên hành chánh của công ty khai trí ở bên quận 7 ạ. Có bạn làm văn phòng? Dạ đúng rồi. Rồi Hoài ơi, hiện giờ công việc của Hoài là gì nè? À, hiện tại em là chuyên viên xuất nhập khẩu, bên giấy tờ và hồ sơ mọi về thủ tục về nhập khẩu. À, có nghĩa là mình cũng làm văn phòng luôn, bên giấy tờ luôn vậy. Dạ. Có một sự tương đồng giống nhau rồi Linh nha. À, hai người làm văn phòng hết. À, nhưng mà Hoài nè, rồi ở trong chỗ làm của em nó xuất nhập khẩu thì chị nghĩ cũng có nhiều nhân viên nè, rồi tiếp xúc cũng nhiều người nè, mà em vẫn chưa tìm được một người nào cho riêng mình sao? Văn phòng của em thì toàn là các anh không à? Ờ thì các anh là dạ. Mình nhiều cơ hội đó. Các anh là ngon rồi. Các anh là ngon rồi. Nhưng mà các anh toàn có vợ, có người yêu hết rồi chị. Thế rồi vậy ở nhà có hối thúc em trong cái chuyện lập gia đình lắm không, hay là cứ nghĩ là đi làm cái đã? Dạ không, ba mẹ em cũng dùng miết chị. Dục dạ. Miết luôn hả? Bên kia dục à, bên kia dục lấy chồng rồi đấy. Dục miết dạ. Luôn. Bên đây sao đây? Dạ, dự định sắp tới của bạn là gì? Hiện tại thì em đang làm công việc của công ty, nhưng mà em dự định sau này là em sẽ mở một quán ăn. Tôi tự em làm chủ rồi sẽ học làm đầu bếp luôn. Hiện tại em có thể nấu ăn được, cho nên là dự định tương lai của em. Nấu ăn được? Dạ, đi chợ, được. Từ giờ tới giờ nấu ăn được. Tự đi chợ luôn? Dạ. Hay quá vậy ta, chắc là nấu ăn ngon lắm nè. Nghe anh bên kia nói thì em hơi bị khoái rồi đấy. Hơi bị khoái rồi hả? Cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Nói chung thì ai chẳng thích trai đẹp. Rất là thật tình, rất là thật tình. Chị rất là thích em. Mình thích sao mình cứ nói thẳng thắn như vậy. Em gái ơi, em Thanh Hoài ơi, cho anh Linh hỏi là em nói rằng gái ai mà chẳng thích trai đẹp đúng không? Nhưng nếu trai gặp trai đẹp mà hơi điệu đẻo chút đồng ý không? Mình đều lại anh. Ôi trời ơi. Công nhận bạn bên kia hay rồi nha, cá tính à. Bây giờ cái chính là bên đó có đẹp trai hay không, mà muốn biết vậy thì bên đây sẽ qua coi. Đây ngon, chắc chắn ngon. Ngon, tôi mà tôi nghe cái gì mà trẻ là tôi nghi ngờ lắm á. Bây giờ em ngồi yên đây bình tĩnh. Dạ. Để chị qua đi. Xem chị coi là có đạt cái chuẩn của chị em mình không, chứ chị là cũng thích đẹp trai lắm. Dạ. Sao chị? Trời ơi, trẻ dữ vậy. Cái này giống như là mình sáng nay có lấy chút lộ nghẹ rồi trẻ vô đây vậy đó, cho nó ngồi làm như muốn khoe cái cằm trẻ cái rờ gì hoài. Không có râu mà đừng có râu. Nhưng mà nó nghe nè, chị nghĩ là em nên xóa cái một ruồi ở đây đi. Tại vì đàn ông á, một ruồi ở gần gần khu vực mắt á, người ta nói là một ruồi trích lệ, là hay khóc lắm.
À bây giờ không lẽ giờ mình rủ người ta đi chơi 10 lần tao không đi rồi mình khóc? Không. Kỳ lắm á nha. Vậy là chị thấy không được rồi đó. À. Các tường qua thấy thấy cũng cũng chấm rồi đó. Tôi coi tướng đàng hoàng chứ bộ. Trời ơi. Nhưng mà giờ anh hỏi em nè, nãy bạn kia nói mẫu người yêu rồi, bây giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của em là người như thế nào? Nói chung là bạn ấy hiền, biết qua yêu thương, quan tâm, chia sẻ như đó là đủ. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Vậy thì tôi nghĩ rằng bạn đã có rất nhiều người yêu, chắc chắn là phòng bạn sẽ có nhiều đối tượng như vậy. Dạ không, em không có, cho nên là em mới tới đây, chứ nếu mà có rồi thì em đâu tới đây để tìm hiểu. Chính xác. Đừng có nói tới đây kiếm thêm nha. Không có. Em một, chỉ một là một thôi chứ không có hai là hai đâu. Chỉ một là một đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc chưa? Chắc. Chắc tôi đi coi giùm cho nha. Dạ. Thề đi. Thề em, thề. Ông mà có người khác tôi cạo đầu ông á nha. Coi bên kia có trẻ không? Làm gì em chớp mắt với anh dữ vậy? Em chớp không chừng anh chọn à. Sao anh thấy sao? Thì giống người mẫu không? Ở bên đây cũng có trẻ, mà trẻ mấy? Mấy trẻ là tới đây nè. Nãy giờ tôi tưởng đâu kính cổng cao tường lắm, đâu có đâu. Nguyên cái hàng rào để hở luôn. Hấp dẫn lắm. Dạ. Dễ thương. Sao bạn thấy hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Bây giờ gặp nha. Nè tôi nói bạn nghe, tôi có góp ý nhỏ nhỏ nè. Bạn gặp phụ nữ á, bạn đừng có nhìn lên về hoài. Nói chuyện người ta cứ nhìn lên về hoài, tôi tưởng mình chảnh. Dạ. Phải nhìn thẳng vô mắt đàng hoàng nha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi mà. Rồi gặp gặp. Rồi chúng ta chuẩn bị. Rồi kéo màn lên đi. Bình tĩnh. Ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau và quyết định. Nào xin mời. 2 phút bắt đầu. Mình tên là Lập, bạn có cảm nhận gì về mình không? Quê anh cũng hàng xóm của quê em Hà Tĩnh. À hàng Tĩnh, Hà Tĩnh thì mình quê mình cũng ở gần đó. Đi. Thì bạn có thường về quê không? Dạ có anh ạ. Năm em về 1 hoặc 2 lần. Vô vấn đề hai đứa đi, cái gì quê hoài vậy? Thì anh tính mà quán ăn à? Thì dự định đây là đang dự định sau này sẽ là mở quán ăn. Khỏi cũng đồng quan điểm với em đấy. Mở đi có người ăn rồi đó. Dạ. Còn 1 phút nữa. Không biết nói gì chị ơi. Không biết hỏi gì hết. Thôi đi, tiếp tục đi. Bạn thấy mình sao? Trời ơi. Gì vậy trời? Làm gì sao vậy? Bạn giờ sao tâm lý sao? Ổn không? Nhìn lên không nhìn, giờ nhìn xuống rồi kìa. Không cho ta nhìn lên chi, ta nhìn xuống. Hết thời gian. Bây giờ hai ta hết rồi, trao đổi xong hết rồi, nhìn ngắm nhau cũng xong hết rồi, đẹp trai đẹp gái gì cũng thấy hết rồi. Bây giờ các bạn có 3 tiếng đếm của anh Quyền Linh thôi. Đây là những khoảnh khắc hết sức là quan trọng đối với hai bạn. Những lúc hay không, những lúc. Suy nghĩ cho kỹ nha. Tính cho kỹ nha. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Trời, có tặng quà nữa vậy. Cái đó gì vậy bạn? Nãy giờ sao anh không phát hiện hả? Giấu giếm ở đâu mà hay vậy? Dạ, cái này là tranh làm từ cát hả chị? Dạ, làm tranh cát hả? Dạ. À, lý do tại sao bạn tặng cái đó bạn gái? Dạ thì tại vì khi hồi xưa có đây khoảng 2 tháng thì công ty em tổ chức đi du lịch ở ngoài Phan Thiết á. Thì em cũng dự định là mua một quà về để đó, sau này mình tìm được một người nào đó hợp với mình tặng cho người đó để làm quà. Gì vậy? Chưa có đối tượng luôn mà chuẩn bị quà sẵn. Phải, nói chơi vậy thôi. Nói chơi chứ bữa mua tính tặng cô kia. À mà cô kia có không có bỏ đi rồi. Không có thiệt tình gì hết chứ. Phải không? Không có, không có. Nói chơi tôi cài thôi chứ không có đâu nha. Lý do tại sao bạn đồng ý nhấn nút để hẹn hò? Dạ tại vì em thấy một số quan điểm của bạn thì giống ý của em, cho nên là em thấy hợp, cho nên là em chọn bạn. Còn em, tại sao em đồng ý chọn bạn trai kế bên? Dạ, em ấn tượng với những người bạn trai biết nấu ăn lắm chị. À, ấn tượng với những người bạn trai biết nấu ăn. Dạ. Chỉ biết với nấu ăn thôi là được rồi. Không, với ai thấy anh ấy cũng hiền hiền. Em chỉ bắt nạt. Hiền, em dễ bắt nạt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nắm tay nhau để chúc mừng buổi gặp mặt đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời. Kêu bắt tay chứ không phải bắt tay. Bắt tay chứ không phải bắt tay. Là
bằng bộ đội với bắt tay. Nắm tay. Nắm vô, nắm vô. Sát tuyệt vời. Em thấy là bụng bự như anh Quyền Linh thì không gọi là bụng bự. Chỉ mở dư dư xíu thôi à. Mở gì trương trương cái gì? Dạ, nó dư dư xíu thôi. À, mở dư dư. Anh thấy chưa? Anh thấy chị Trong nói cho anh hãy hạnh phúc vì đó, anh không hề mập đâu, anh chỉ có mở dư dư thôi nên nè. Dạ. Nha. Tại vì anh ăn hơi quá đà đó. Thì đó, đừng tự ti. Thôi, vài bữa sẽ tập thể dục thể thao lại. Dạ. Rồi, cảm ơn em gái Tiền Giang. Bây giờ thế này, anh bên đây thì thật sự là anh cũng có kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng, nên chắc rằng anh sẽ bù đắp cho em những cái gì mà gọi là anh đã trải qua rồi ha. Vấn đề quan trọng là em đã đến lúc kết hôn chưa? Dạ, đến lâu rồi anh. Đến lâu rồi hả? Dạ. Ví dụ bên đây đồng ý. Là em cho bước tới đúng không? Phải tìm hiểu cái đó anh. Tìm hiểu khoảng bao lâu? Tùy mức độ tìm hiểu, nếu mà mình tìm hiểu mình thấy hợp ý, mọi thứ nó hòa hợp thì cuối năm cũng được. Cuối năm cũng được. Dạ. Em có ngại là yêu xa không? Bởi vì cái khoảng cách của em với anh ấy á, nó dạ, không có hợp với nhau, chưa có thuận với nhau. Em có một câu hỏi muốn hỏi anh bên đó. Chào em. Dạ chào anh. Dạ anh đang làm ở Long An ạ? Anh đang làm ở Long An em. Dạ em thì em làm ở Biên Hòa. Vậy thì nếu mà sau chương trình này á, hai đứa mình có kết đôi á, anh một tuần anh có thể sắp xếp gặp em một lần được không? Rồi chào em trai. Bây giờ thì hai bạn có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình đi. Mời đàn gái. Xin chào Nam Thư. Dạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào cái người bên đó ạ. Dạ xin chào, chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Trong, năm nay em 34 tuổi, em đến từ Tiền Giang và đang làm việc sinh sống tại Đồng Nai. Dạ. Chị Trong. Chị Trong, công việc hiện tại của mình là gì hả chị Trong? Dạ em đang là nhân viên kiểm hàng cho một nhãn hàng nhỏ của Đức. Dạ. Dạ. Tức là mình cũng làm công việc văn phòng mà đúng không? Dạ. Dạ. Nó tương tự như vậy đó chị. Châu là ở Tiền Giang, ở huyện nào Châu? Dạ em ở Gò Công Đông đó anh Linh. Gò Công Đông. Dạ. Rồi em ở Đồng Nai là em ở làm xong em ở đó luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Em ở đó với ai? Dạ em ở một mình. À thuê phòng trọ ở đúng không? Dạ đúng rồi anh. Bao lâu em mới về Gò Công Đông một lần? Dạ có khi thời gian rảnh là em về, nhưng mà tháng nào em cũng về một lần, ít nhất là một lần. Rồi. Có khi tháng nào em dịch tới 4 lần, 5 lần. Dạ. Rồi, chị... mời đàn trai. Mà dạ. Khoan, em xin lỗi. Chị tên mình là Trong hay là? Dạ, Trong là Trong Sáng Ngây Thơ đó ạ. Trong nha anh Linh. Trong hả? Dạ. Trong Trắng. Trong Trắng Ngây Thơ. Đúng rồi. Để dạ, mình nghe tưởng đâu Châu. Dạ. Rồi, cảm ơn Trong. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em chào chị Nam Thư. Dạ. Anh Hiền Linh. Em là Lê Thiện Thạnh. Năm nay em 36 tuổi, quê ở Ninh Thuận. Lê Thiện Thạnh. Dạ. 36 tuổi. Dạ. Ở Ninh Thuận. Dạ. Em làm một việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Long An, châu Sài Gòn 3 năm. Làm việc ở đâu? Là ở Long An. Long An là ở huyện nào? Huyện Đức Hòa. Đức Hòa. Hai bạn lạ ha, quê một người ở Ninh Thuận làm việc ở Long An, một người ở Tiền Giang làm việc ở Đồng Nai. Dạ. Có vẻ là cái địa lý á, lúc đầu nó cũng hơi chưa hợp lý lắm. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện xem còn những điều gì hợp lý nữa đây. Bạn Trong. Dạ. Hãy cho bên đàn trai biết về những ưu khuyết điểm của mình. Dạ ưu điểm em có nhiều lắm anh Linh. Em là người độc lập, em hoạt bát, em biết làm tự chế thơ, em biết nấu ăn, ăn được. Còn ngon hay không là do người ăn thôi. Dạ em cũng đảm đang và em không phải là người kén ăn. Em ăn cái gì cũng được, trừ hành, thịt chó, thịt mèo là không ăn thôi. Nói chung em là người dễ tính ạ. Dạ. Người Tiền Giang mà dễ thương vô cùng. Rồi còn khuyết điểm hả chị? Dạ, khuyết điểm thì tính em hơi bị nóng á chị. Dạ. Tại và kỹ tính nữa. Tại vì em kiểm giày mà em cầm giày em soi mới quen rồi. Riết người em khi nói chuyện với em cũng hay để ý người ta. Nói chung là cũng hơi bị khó xíu. Soi mói giày chứ là ngoài đời không lẽ đi soi mói giống như soi mói giày cho nó khổ vậy. Dạ không đến nổi vậy đâu anh Linh. Không đến nổi đúng không? Dạ. Nghe cái giọng nói như thế với cái thần thái bây giờ thì thấy bên đó rất là dễ thương đó. Mời đàn trai. Dạ đặc điểm của em là biết nấu ăn. Là hòa đồng với bạn bè. Và mỗi tháng điểm mạnh của em là mỗi tháng em sẽ cũng có nấu cơm chay từ thiện.
Điểm mạnh là có nấu cơm chay từ thiện hả? Quan trọng là nấu nhiều hay không? Dạ, nấu cỡ 200 mấy chục phần. Nấu nhiều lần vậy không? Dạ, mỗi tháng em nấu một lần. Một tháng lần hả? Dạ. Ồ, tốt quá. Bữa nào rảnh rủ anh nấu với đây. Dạ, ok nha. Dạ. Vậy thì tốt rồi đó. Dạ. À, còn mình có một số cái khuyết điểm gì không? Dạ, điểm yếu của em là hơi nóng tính trong công việc. Nóng tính mà nóng cỡ nào? Dạ, nóng nói chung là em là bên kiểm hàng, bên áo ngực. Bên kiểm hàng thì bên anh, cho công ty Hàn Quốc. Anh ơi. Chào em. Dạ, cho em hỏi cái, em Thư nè. Dạ, chào chị. Em bà mối nè. Dạ. Kiểm hàng áo ngực là kiểm hàng sao anh? Dạ, em kiểm tra bên cúp áo ngực hả chị? À. Vậy là chắc em biết hết size áo ngực. Dạ, đó. Biết. Có mấy size? Dạ, có nhiều size chị anh. Size lớn nhất là size gì? Dạ, size lớn nhất là 100, dành cho người nước ngoài. 100 là cúp gì anh? Cúp đi hả? Dạ, cúp 3, cúp gì chị? À, tức là ví dụ như người ta nói là cúp A, cúp B. Không, bên em là dùng size là 34-100 chị. 34-36-100. Dạ, 34-36-38-40-42-44-46-100. À, vậy là ví dụ như bây giờ anh nhìn là anh biết size nào liền không? Dạ, biết chứ chị. Anh nhìn qua anh Linh, anh nghĩ size nào? Anh Linh hả? Ai... sai anh chắc sai mấy nói luôn đi. Dạ. Anh mặc cái mấy anh Linh chắc sai 120 quá. Em hút mà nó kêu anh mặc áo ngực hoài á. Nếu anh Linh mặc phải mặc độn lên mới thấy không? À, anh Linh là phải mặc độn lên nữa hả? Dạ. Hỏi vui cho anh thôi chứ thực sự là cái công việc của hai anh chị rất là giống nhau, là mình nằm ở vấn đề là kiểm hàng. À, vậy đúng. Thì nếu vậy thì mình cũng phải kỹ. Đúng ra phải ngược lại chứ nhỉ. Bên đây phải kiểm giày, bên kia kiểm áo ngực chứ vào. Dạ, cái số em từ hồi đó giờ là cũng làm đẹp cho phụ nữ không? Hồi xưa thì mở nhà phân phối mỹ phẩm. Ừ. Bây giờ thì làm bên quán quản lý bên áo ngực. Ủa vậy nè. Anh việc nó cũng vui nhỉ. Anh ơi, vậy thì nếu vậy thì công việc của anh là chắc chắn là phải tiếp xúc nữ rất là nhiều mà đúng không? Dạ, nói chung là dưới công ty em cũng nữ nhiều chị. Vậy sao ế? Dạ, tính của em là em không có quen trong công ty. À. Dạ. Phải biết sao ế không? Tại kiểm tra áo ngực cũng soi ngực không mà. Rồi đôi khi nó cũng nhạy cảm nữa. Đúng không? Dạ. Nói chơi là... Tôi thấy mấy cái nghề lạ quá ta. Bữa nào dạ. Em dẫn anh vô anh coi thử coi. Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vô coi cái phần kiểm tra đó sao? À, đổi nữa em sẽ đưa cho anh, em sẽ chỉ anh cho ơi. Anh. Em có cầm theo cho anh coi. Có cầm theo cho anh nữa hả? Dạ, em cầm, không em cầm theo là để bên em làm như thế nào. Ừ. Dạ, cho anh biết. Bữa nào em tặng chị Thư mấy bộ vậy? Dạ, bên em chỉ là cái cúp thôi, còn may là qua bên Hàn Quốc may. Cái cúp là cái gì? Dạ, cái miếng độn của anh à. Chà. Không hỏi cho tới, tôi hỏi cho hiểu luôn á. Đúng rồi, anh phải hỏi ví dụ là chứ. Cái áo bơi anh à. Nó chỉ có một cái lỗ, mình để nhét cái cúp đó vô để ngăn ngực lên. Đâu, để qua đi. Cái đó anh Linh anh không hiểu đâu, em biết nè. Ủa thôi dạ. Sao? Sao anh sao? Đâu cho em coi với. Ôi dạ. Đi qua luôn. Ủa đem luôn đợi hả? Em xíu nha, dạ. Kiểm lấy tra. coi. Dạ, cái đây em tặng bạn gái. Đâu? Là đem đây chị. À, là cái cúp này là bên công ty em may. Dạ, công ty của anh may. Gia công. Dạ, đem qua Hàn Quốc để may. Là cái này quà đem tặng. Dạ. Tặng nhiều quá cái. Vậy. Dạ, em cùng đem. Trời ơi. Còn bao giống nữa hả? Dạ. Đem một bao. Đâu lấy anh coi luôn coi. Không phải chia ra người mới thôi. Nhóm anh cũng nhiều đứa càng quá. À, anh, cái này mỗi cái nó khác nhau hả? Dạ, nói chung là size nhỏ, size lớn. Vô anh tặng cho bạn anh Thái Phình Tủng mấy cái thôi. Ủa anh sao cái này nó có cái kiểu tam giác rồi còn cái này thì nó kiểu tròn. Dạ nó nhiều. Cái này là giọt nước. Dạ, nói chung là do một cái áo mình, cái áo may, áo bơi do những người may. À. Cái này quay, ê, cái này là thiệt đồng đội đồng chí em là mê cái này lắm. Dạ. BB Trần Hải Chiều rồi gì đó, đúng không? Cần cái này cần thiết này. Ủa cái này là gì nữa? Cái đồ bộ đồ bơi vậy. Đặt à. Dạ, xíu. Rồi à, ví dụ như mình làm về cái size cúp ngực vậy thì cái anh thích là khoảng size sao?
nói chung sai nào cũng được chị, mình đâu quan trọng, nói chung là cho chỗ nào mình chịu. Mình đo là đo bằng tay hay đo bằng dây hay là đo bằng đã không, bên em không có đo, mà bên em phải ép ra, phải mình kiểm như mình bóp những cái bóp miếng mớp xốp như vậy. À. Bóp bóp mình kiểm hả? Mình bóp như thế nào mình coi thử nó cứng hay nó xẹp. À, anh Linh bị tạo quá nhập ba rồi. Thôi anh làm nghề nó không được rồi. Dễ thương lắm chị, dễ thương lắm, ảnh hết sức là. Tức là mình bóp xốp ý, bóp mấy cái xốp. Dạ. Đúng rồi. Để kiểm tra. Cái... Dạ. Em nói nhanh quá, em nói là bóp xốp mình tưởng nó cắt hàng milli nữa chị anh. Hả? Như cái cúp phụ nữ cắt, người ta yêu cầu cho mình cắt 8 milli, mình phải cắt chính xác 8 milli. Ừ. Rồi sau đó vậy mình có cái thước anh, thước milli anh à, thước ngắn này, thước nó tròn hay dài? Dạ, dài nhỏ, tưởng đâu thước tròn úp vô chứ. Thôi anh người lên chỉ ghẹo anh không thôi. Phải mình phải, thực chất là từ đó giờ chưa hiểu cái nghề này. Dạ. Đây cũng là một cái cách để mọi người hiểu hơn cái nghề này vậy thôi, mình có quyền hỏi mà. Dạ. Sao đó chuyện bình thường. Dạ. Không chừng mai anh tới anh thăm công ty em để anh coi. Dạ. Luôn á, anh hay mày mò lắm. Dạ. Cái gì anh tìm hiểu cho nó tới luôn vậy đó. Rồi thôi dẹp cái chuyện này qua một bên đi. Đang nói chuyện tình yêu quay qua cái vụ này hoài. Chắc tới sáng. Mà nãy mình nói tình yêu mình nói tới đâu rồi anh? À, bây giờ em hỏi nha. Dạ, chào chị. Anh, bây giờ hôm nay anh tới với chương trình á, anh mong muốn tìm được một người phụ nữ như thế nào? Em... Không, mà bây giờ hỏi đường tình duyên anh à, sao? À, tình trường hả? Tình trường, quên. À, hôm nãy chưa hỏi xong cái câu, nhớ điểm xuất phát mình nằm đâu rồi. Công việc của anh á rất là tiếp xúc rất nhiều phụ nữ. Dạ. Đúng không? Dạ, làm việc với nữ rất là nhiều. Dạ. Mà là anh nói là anh không thích quen đồng nghiệp. Dạ. À, vậy là tại vì là em quản lý, em không thể nào quen được công nhân. À, dạ. À, em hiểu rồi. Vậy thì cái đường tình duyên của anh á, anh trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung là em cũng trải qua đủ bộ chuyện gia đình một lần. Dạ. Dạ. À, em cũng ly dị vợ là 7 năm 2012 tới bây giờ. Dạ. 7 dạ. năm rồi. Dạ. Em có đứa con gái là năm nay học lớp 4. À, học lớp 4 dạ. rồi. À. Em lấy vợ được mấy năm? Em lấy vợ được 2 năm. Nhưng mà quen nhau trước đó mấy năm rồi lấy? À, quen nhau được năm. Quen con năm mà lấy. Dạ. Dạ. Rồi tại sao có đứa con gái rồi mà phải chia tay? Dạ, nói chung là vợ chồng em sống không hợp với nhau thì em sẽ giải thoát cho vợ em. Để tìm người nào có đem lại hạnh phúc cho vợ. Dạ, có đó cái lỗi đó mình có thể phân tích là như thế nào không? Nói chung là lỗi bây giờ em cũng không có thể nào nói xấu vợ em được. Thì bây giờ lỗi thì em không hợp thôi. Ừ, không hợp. Dạ. À, anh có một đứa con gái rồi. Dạ. Thì hiện tại bé đang ở với anh hay là đang sống với ở mẹ? Ở mẹ. À, sống với mẹ. Sau cái cuộc hôn nhân đó rồi anh có mối tình nào tiếp theo nữa không? Nói chung là năm 2000 em cũng mới đây em quen được 2 năm một người con gái năm 92. Dạ. Thì người em cũng quen được năm mà người đó kêu em kêu cứ thì cứ hẹn năm này sang năm nọ thì dạ. em không có thể nào chờ nữa. Dạ. Thì em cũng chia tay. Dạ. Cũng bây giờ được 2 năm. À, từ lúc đó tới bây giờ 2 dạ. năm là không yêu ai nữa. Dạ. Và quyết định đăng ký tham gia bản hẹn hò. Dạ, thằng em đăng ký giùm. À, thằng em đăng ký dạ. giùm. Thằng em đăng ký giùm mà anh có muốn thực sự muốn tham gia không? À, muốn chứ chị. À, dạ. dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ, chị Trong. Chị Trong, bây giờ dạ. nãy giờ chị nghe ảnh nói về đường tình duyên của ảnh rồi đúng không? Dạ. Rồi giờ mời chị nói về tình yêu của mình như thế nào? Dạ. Em đã từng yêu một người lúc còn là sinh viên năm 2. Người đó quê ở Nghệ An xa, nhưng mà mối quan hệ kéo dài 3 năm. Thì lúc yêu thì bạn ấy nói là sau này anh sẽ vào Sài Gòn, hai chúng mình, em ra trường xong hai chúng mình lập nghiệp ở Sài Gòn luôn. Dạ. Thì lúc đó cũng tin, yêu mà chị, phải tin chứ. Xong thì, nhưng mà bạn ấy thì là con trai duy nhất trong gia đình, nên sau này thì cứ kéo dài như một như thế thì em thấy nó không có tương lai. Chúng em chia tay sau 3 năm quen nhau. Và kể từ đó tới giờ thì em chưa chính thức quen ai. 7 năm rồi chưa quen ai. 7 năm. Dạ. Giống như bên đây cũng là 7 năm rồi. 7 năm rồi chưa yêu ai. Nhưng mà khi em biết được bên đàn trai đã có một đứa con thì em cảm nhận thế nào hả em gái? Dạ, đối với em chuyện đó không có vấn đề gì đâu anh Linh. Ừ. Dạ, thì khi mà mình
mình kết hôn với một người, mình lấy một người thì mình đâu có mong là cái cuộc hôn nhân đó đổ vỡ đâu. Thì cái việc đó là cái việc không mong muốn. Cái việc quan trọng đối với em đó là anh ấy có sẵn sàng tiếp nhận một mối quan hệ mới thực sự theo như mong muốn của mình, muốn xây đắp một cái gia đình mới hay không. Trả lời đi em trai. Anh nói chung bây giờ chủ yếu là em, anh là một thời đã đổ vỡ rồi, em thì mới lớn lên chưa có gia đình, thì bây giờ nếu mà em chấp nhận thương anh thì anh sẽ hứa với em anh thương em đến hết chặng đường này. Cảm ơn anh. Đấy, hứa rồi nha. Dạ. Mặc dù chưa gặp đã hứa rồi đó. À, nói chung là em sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn để làm sao có thể tốt với cái mối tình này. Dạ. Đặc biệt là em có đầy đủ mọi kinh nghiệm để có thể giữ cái cuộc tình sắp tới đây cho đến suốt cuộc đời luôn. Dạ. Em tin điều đó. Quan trọng là hai đứa có hợp với nhau hay không. Dạ. Ha. À, bây giờ thì em gái. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về dạ. Một mẫu hình lý tưởng của em ra sao? Dạ. Em muốn tìm một người người ta có tính độc lập. Sống có sự tinh tế, nói chung là người tử tế, biết đối nhân xử thế, biết chăm lo cho gia đình của mình, có lối sống lành mạnh, chung là không có hút thuốc, uống rượu quá đà, mình biết cái giới hạn của mình ở đâu là được. Còn về ngoại hình thì em mong là anh ấy cao từ 1m7 trở lên, đừng có mập quá, người đừng bụng bự, em không thích bụng bự. Yên tâm chị, bên đó gu cũng ốm ốm gầy gầy như chị vậy đó. Dạ. Thôi chứ bụng bự có liên quan gì tới tình yêu đâu. Em suy nghĩ là những người bụng bự người ta không có được khỏe đó anh Linh. Trời ơi. Nói một câu đau dễ sợ luôn anh Linh. Nỗi đau lòng. Nỗi đau ghê. Đứt từng đoạn ruột á. Dạ. Quá nếu mà chào anh. Chào em gái. Dạ. Nếu mà sao? Nếu mà anh ấy có nụ cười tỏa nắng và tóc xăng xăng thì thật là tuyệt vời. Nụ cười này không biết có nắng hay là mưa đây, tôi không biết, tùy theo mỗi người thôi. Nhưng mà tóc xoăn xoăn thì tuyệt vời. Về uống. Anh này chắc chắn không có bụng bự rồi. Dạ. Thậm chí không có bụng nữa. Dạ nhưng mà em thấy là bụng bự như anh Quyền Linh thì không gọi là bụng bự, chỉ mở dư dư xíu thôi à. Mở gì trương trương hả chị? Dạ, nó dư dương xíu thôi. À, mở dư dư. Anh thấy chưa? Anh thấy chị Trong nói chưa? Anh hãy hạnh phúc điều đó. Anh không hề mập đâu. Anh chỉ có mở dư dư thôi anh Linh à. Dạ. Nha. Tại vì anh ăn hơi quá đà đó. Thì đó, đừng tự ti. Thôi, vài bữa sẽ tập thể dục thể thao lại. Dạ. Rồi, cảm ơn em gái Tiền Giang. Bây giờ thế này, anh bên đây thì thật sự là anh cũng có kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng. Anh chắc rằng anh sẽ bù đắp cho em những cái gì mà gọi là anh đã trải qua rồi ha. Vấn đề quan trọng là em đã đến lúc kết hôn chưa? Dạ, đến lâu rồi anh. Đến lâu rồi hả? Dạ. Ví dụ bên đây đồng ý là em cho bước tới đúng không? Phải tìm hiểu cái đã anh. Tìm hiểu khoảng bao lâu? Tùy mức độ tìm hiểu, nếu mà mình tìm hiểu mình thấy hợp ý, mọi thứ nó hòa hợp thì cuối năm cũng được. Cuối năm cũng được. Dạ. Em có ngại là yêu xa không? Bởi vì cái khoảng cách của em với anh ấy á, nó không có hợp với nhau, chưa có thuận với nhau. Em có một câu hỏi muốn hỏi anh bên đó. Chào em. Dạ chào anh. Dạ anh đang làm ở Long An ạ. Anh đang làm ở Long An em. Dạ. Em thì em làm ở Biên Hòa. Vậy thì nếu mà sau chương trình này á, hai đứa mình có kết đôi á, anh một tuần anh có thể sắp xếp gặp em một lần được không? Nói chung là một tuần anh sẽ gặp em 3-4 lần được. Đó. Trời ơi. Anh không thì trừ những ngày tăng ca của anh thôi. Dạ. Đó, thả tim, thả tim. Dạ. Rồi, em thấy cái những giây phút ban đầu thấy hai người cũng có thể dễ thương hợp nhau một vài thứ rồi đó. Dạ. Rồi. Chị Trong, em muốn hỏi chị một câu. Dạ. Chị quan niệm như thế nào về sống thử? Sống thử. Thực ra là em chưa có suy nghĩ đến cái việc sống thử. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy hòa hợp, mình đã đặt cái mục đích là mình sống với người đó để mình kết hôn, mình xây dựng cuộc sống lâu dài, sinh con đẻ cái,
thì cái việc sống thử đó thì cũng không không gọi là quá quá so với những người tưởng tượng đâu. Đúng rồi. Dạ. À, theo quan niệm của các chuyên gia về tâm sinh lý, về tình yêu, về tất cả mọi thứ thì họ nói thế này nè. Trong cuộc sống hiện đại này chúng ta cũng chưa biết thế nào, nhưng mà nếu như chúng ta không sống thử, đôi khi là chúng ta cũng không hiểu về người đó. Có những người nói sống thử gì ghê gớm lắm. Sống thử không có nghĩa là chúng ta sống thử rồi quan hệ tình dục thử. Dạ đúng rồi anh Linh. Có thể chúng ta sống chung một nhà, chúng ta tìm hiểu xem cách sống thế nào. Dạ. Còn cái chuyện nếu như tình yêu đã chín mùi thì chúng ta sống thử cũng là một cách để thử trong tình yêu xem mình có hợp nhau về ở chung hay không thôi. Vấn đề là đừng có thấy mới quen rồi thử, nhưng mà phải đợi cho tình yêu chín mùi thì anh thì nghe hãy như nên thế thử. Anh nói như thế em thấy làm sao? Dạ được em, không em suy nghĩ là sống thử ở đây á không phải là mối quan hệ thể xác như mọi người đã nghĩ. Ở đây là sống thử mình có thể là sống chung nhà hoặc là mình dành thời gian nhiều cho người đó. Đúng rồi. Ví dụ một ngày 8 tiếng mình làm việc, còn những giờ giấc nghỉ ngơi của mình thì mình trừ ra, rồi những giờ giấc còn lại thì mình dành cho cô ấy. Ừ. Mình tiếp xúc cô ấy nhiều, cái đó cũng gọi là một cách sống thử. À, dạ. Okay. Em hết sức là thích cái tinh thần sống thử. Đúng theo rồi. Suy nghĩ của chị. Dạ. Rất là văn minh. Anh ơi, anh dạ, đàn trai chị bên kia ơi, anh có thể nói cho Thư biết là cái điểm mà anh không thích ở bạn gái là gì không? Em nói chung là bây giờ em không thích phụ nữ là càm ràm. Nhiều khi là em làm về mệt đó, vợ còn càm ràm nữa là thì càng mệt hơn thêm. Dạ. Rồi ví dụ như là tóc ngắn, tóc dài, cao, thấp, mập, ốm, hoặc là tóc màu tóc rồi xăm xiết, anh có quan nói ngại chung gì là không? Chị bề hình thức bề ngoài thì em không quan trọng. Em chỉ quan trọng là người đó biết sống với gia đình, thương chồng con là được. Được. Còn xăm thì em không quan trọng. Không quan trọng đúng không anh? Dạ. Rồi, em cảm ơn anh. Em nghĩ là bây giờ chúng ta gặp người thân của hai em bên có đi. Coi, em coi bên đàn trai chưa? Trời, nãy em qua em giao luôn mút miết, anh không nhớ à, hả? Dạ, anh quên. Cái đó bụng quá quên á, chưa ăn cơm. Đói nữa em mời anh lên. Em mời đúng không? Dạ. Rồi, nhớ tặng quà cho anh nha. Dạ. Hôm nay chị Trong, chị đến tham gia chương trình, chị đi với ai? Dạ, em đi với 800 anh em ngồi phía dưới. 800 anh em của chị Trong ngồi phía dưới. Đây là những người bạn chơi với em mười mấy năm rồi. À, những người bạn rất thân ạ. Nguyên cái kho làm dài hả? Dạ. Trong công ty là dài luôn hả? Dạ đúng rồi, mỗi cơ quan, mỗi công ty là đều có người hết á anh. Xin chào tất cả mọi người, xin chào bạn của chị Trong. Dạ. Sao mọi người nhà mình thấy sao? Đàn gái mình thấy đàn trai bên kia có hợp ý, hợp nhãn, hợp tình, hợp lý gì không nè? Xin chào anh. Chào anh Quyền Linh, chào chị Thư. Thì trước tiên thì em thấy nó cái bề ngoài là khá phù hợp rồi đó. Nhưng nãy giờ thì em cũng soi. Soi giống như kiểm định vậy ha. Dạ đúng rồi. Em thấy như thế này nè. Em thấy anh á thì cũng có sự chân thành, có sự từng trải trong cuộc sống. Còn bạn Trong á thì cái sự trải đời của bạn không có đủ nhiều, cũng không bằng anh này đâu. Nhưng mà em soi một câu đó là cái lời hứa của ảnh nói với bạn Trong vừa nãy á, cái lời hứa nó không có được suôn sẻ, nó bị vấp ở giữa câu. Cho nên là có khi là người ta rung nếu bạn vang. Thì đúng rồi, cũng có rung. Nhưng mà chắc là do em cầu toàn quá cho cái người bạn thân của em thôi. Còn nhìn bề ngoài thì có vẻ hợp đó. Cảm ơn bạn. Cảm ơn anh. Theo đúng tiêu chí mà bạn Trong đề ra. Em có muốn một góp ý một vài cái điều gì đó để làm cho bạn em hạnh phúc hơn không? Góp ý với bạn Khai nè, nếu như hai người đến với nhau thì bạn này sẽ phải làm gì cho bạn Trong hạnh phúc hơn? Tại vì em bạn thân em sẽ hiểu. Góp ý cho anh ấy đi. Để em suy nghĩ chút. Trong cần những điều gì? Hoặc là anh có thể nói về chị Trong để ảnh có thể hiểu hơn. Bạn Trong á, bạn cần một người đàn ông của gia đình. Tức là bạn Trong cũng là một người cầu toàn. Nhưng mà em nhiều lần em nói với bạn Trong á, đối với cái lứa tuổi hiện tại của bọn mình bây giờ á, thì đối với hôn nhân đừng có cố chấp quá. Cho nên là
đối với lứa tuổi bây giờ thì em nghĩ ai cũng đã trải qua những cái giai đoạn của cuộc đời, cho nên là đã trưởng thành nhiều rồi, nên em cũng không có góp ý gì nhiều đâu. Em chỉ theo cái tinh thần nãy giờ mà mọi người trao đổi về sống thử, thì nếu được thì hai bạn cứ hẹn hò thử thôi. Cảm hẹn hò không thể thử được. Chúng ta có rung động thì mới hẹn hò. Mình đừng thử trong tình yêu. Trong tình yêu phép thử nó hết sức là nguy hiểm. Thật sự nếu con tim rung động mình ăn hẹn hò. Theo anh là như vậy. Dạ. Rồi, cảm ơn em trai. Dạ, cảm ơn anh. Em đi với ai? Dạ, em đi với ba mẹ rồi, em gái. À, có ba mẹ nữa. Rồi, xin chào cô chú. Em chào Quyền Linh và các từ Nam Thư. Dạ. Các khán giả trong trường quay. Đây là má của Thạnh. Thấy hai con cũng xứng đôi vừa lứa, coi tìm hiểu đi đến, do hai con quyết định. Thôi, má có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà theo cô thì... đây cô dâu tương lai của mình á có hợp với mình hay không, có cần điều gì nói hay không? Hợp không, do hai đứa quyết định, chứ còn mẹ thì gì cũng được, thấy cô này cũng dễ thương. Dạ. Cô cho chấp nhận. Chấp nhận. Dạ. Cảm ơn cô. Về có làm dâu không cô? Dạ không, muốn ở đâu ở tùy. À. Chú nghe được không chú? Cho chú nói một câu đi, tại vì có gia đình nữa, chú nói đi được không chú? Xin chào Huyền Linh và Nam Thư. Dạ. Tôi là bố của Thạnh, từ ở Ninh Thuận đến đây. Cho nên như vậy là tôi thấy để cổ vũ cho hai con để đi đến chuyện mà trăm năm hạnh phúc. Tôi xin hết á. À, đấy. Đối với Thạnh đây là một cái sự nghiêm túc, mời cả bố mẹ từ ở Ninh Thuận vào luôn. Thạnh anh nghĩ rằng chúng ta cũng phải nghiêm túc với người đối diện, nghiêm túc với tình yêu chúng ta đang chuẩn bị có hay không đây ha. Dạ. Rồi. Bên anh Thạnh là có cả em gái anh Thạnh đúng không? Dạ. Em nghĩ là mình nên gặp em gái anh Thạnh một chút xíu. Em gái mới quan trọng trong gia đình đó nha. Em út. Đôi khi về nhà ba mẹ mấy nhưng mà em gái à. Dạ, em xin chào anh Viên Linh và chị Nam Thư. Em thấy chị này bên khâu kiếm hàng thì em thấy chị hơi khó tính. Em thấy thì tùy anh Thạnh thôi. Chứ em thấy chị cũng được. Và khó trong kiểm hàng thôi. Tại em cũng trong kiểm hàng mà. Vậy hả? Vậy em với anh Thạnh là có làm việc chung không? Dạ có, anh em làm việc chung chị. Là làm chung công ty hay là như thế nào? Dạ làm chung trong công ty. Là mình làm cho người khác hay là nó công ty của mình em? Công ty nhà chị. Vậy là công ty đó của nhà, còn hai anh em làm trong đó. Dạ. Rồi, chị hiểu rồi. Cảm ơn gia đình mình. Rồi. Bây giờ thì chúng ta đã nghe tất cả những lời góp ý của hai bên rồi. Mình đã trò chuyện qua cái hàng rào này rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ mở cửa trái tim ra xem hai trái tim các bạn có đồng điệu với nhau không nhé. Mở rào. Bắt đầu đi Thành. Chào em. Chào em anh. Có món đó hò anh đang mua. Dạ rồi em cảm ơn. Có một bộ đồ bôi để dùng để cho em đi những ngày nghỉ lễ. Dạ. Đi em biển. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Đây em cầm cho. Khoan trong. Bây giờ dạ. Thạnh á, món quà của Thạnh gồm có hai món quà. Dạ. Trong cái hộp đó. Dạ. Thạnh nói luôn đi Thạnh. Nói chung là cái em cầm em giải thích. Em lấy ra cho anh. Dạ. Nói chung lấy hết luôn hả anh? Anh mua không có biết em mặc vừa hay không. Nếu mà không vừa thì em có đổi lại không sao. Dạ. Cái gì? Em liên hệ với anh đổi okay. Cái gì vậy? Bộ đồ bơi. Bộ đồ bơi. Còn ví dụ em tắm nhiều trong đây bị hư thì em phải sẽ thay. Ở trong đây nó sẽ có một cái. Em có đi tập yoga đó. Cái này mặc đi tập yoga cũng được đó anh. Em cảm ơn. Anh chu đáo quá. Kỹ không? Chu đáo không? Dạ. Tắm nếu mà hư, tắm nhiều hư liên hệ anh đổi. Đây em xếp vô cho anh có thể. Dạ. Rồi. Anh có thể giúp em mở này được. Không lẽ có hồ bơi tôi kêu đây, bơi thử chứ. Dạ dạ. Rồi, con quà chị tặng cho anh là cái gì anh nè? Cảm ơn. Dạ. Đây là một cái viết
em tặng anh. Em mong là cái viết này nó sẽ đem may mắn đến với anh và chúc anh vạn sự thành. Cảm ơn, tại vì cái viết anh cũng cần, tại vì anh làm bên quản lý. Anh dạ. Rồi, ta bắt đầu vào câu chuyện của hai bạn đi. Anh có cái một cái điểm, em có quyết định gì anh là người xăm mình không? Xăm chỗ. Nói chung là anh xăm một cái ý nghĩa của anh. À, nó to không anh? Nói chung là từ đây tới đây. À dạ, không sao, tại vì em cũng có. À. Em có hình xăm ban không sao. Khỏi dở được. Đối với em thì cái con người của mình, cái tính cách của mình, cách đối nhân xử thế với người khác là quan trọng. Còn cái những cái việc khác mình nên suy nghĩ cho bản thân mình, cái nào nó tốt thì mình làm. Nói chung là cái đây là anh xăm là anh nghĩ tới mẹ anh. Dạ. Tại vì công ơn của mẹ anh nuôi anh từ nhỏ tới lớn trưởng thành. Vậy em khuyên anh là nên xăm luôn cha bên đây luôn. Có cha mẹ. Dạ. Có cha chở anh đi học. Dạ. Mẹ thiếu chỗ luôn. Đó. Dạ. Thiếu chỗ mới mốt xăm tên vợ luôn á. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh về ngoại hình thì giống như em tưởng tượng. Cảm ơn. Dạ. Tóc thì không có xoăn nhưng mà vậy thì cũng ok. Em cười thử coi tỏa nắng không Thạnh? Em thấy cũng được anh Linh. Anh thấy em như thế nào? Thấy em hiền. Được. Dạ. Nói chung là lần đầu tiên thì không thể nào đánh giá qua cái lần đầu tiên được. Nếu đồng ý thì anh sẽ với em sẽ hẹn hò. Xa thì anh sẽ đi được. Một tuần anh sẽ đi hoặc 3 lần hoặc 4 lần. Nếu bạn em không tin, anh hứa với em. Yeah. Tại vì anh nói chuyện hơn cả Lâm. Nói thẳng. Tại vì bạn em mới nhìn anh, đánh giá anh là không thật. Mà anh hứa với em. Anh cũng thông cảm. Tại vì mấy bạn em bạn thân dạ, suy mà, nghĩ cho em định nhiều ta quá phải vậy. Anh suy nghĩ vai trò của một người vợ trong gia đình của anh là như thế nào? Người vợ thì phải hiểu chồng trong công việc vậy thôi, rồi biết lo lắng cho con, gia đình là ok. Còn nói chung là người vợ thì làm đẹp thì anh không quan trọng. Anh thích cổ vũ cho vợ anh làm đẹp hơn nữa. Cái đó anh nói từ trong tâm anh. Dạ. Hồi nãy em nghe nói là anh có nấu cơm chay. Anh nấu cơm từ thiện mỗi tháng. Anh nấu tại nhà. Tại nhà. Anh đi phát với gia đình. Dạ. Bệnh viện hoặc những người bán cái số gì. Dạ. Đôi lúc thì em cũng tham gia làm thiện nguyện. Bên nhóm bạn của em có một nhóm thiện nguyện hay đi phát quà cho mấy em thiếu nhi dịp trung thu hay là dịp tụ trường. Thì em mong nếu có dịp thì em sẽ mời anh đi. Có 200 mấy chục phần anh đi phát cho những người nhà. Dạ. Chị mình cũng có những điểm chung. Anh đi phát, nói chung là anh xách xe anh đi phát những người ngủ ngoài đường. Dạ. Người khổ 12 giờ anh mới đi. Nếu mà có đồng ý thì đi với anh. Dạ. Bữa nào anh đi thư thử nằm đâu có nhận được phần cơm chay đâu. Dạ. Đây bánh trung thu anh Linh ơi. Thì bữa nào nằm đâu ngoài đường thì có bánh trung thu được tới. Anh qua khu vực cầu Kinh Tẻ được không? Nhà em khu bên đó. Dạ được. Thấy ai mà áo xanh xanh là em á. Lúc nãy em nghe anh nói là anh công việc kiểm hàng của anh á. Anh là quản lý. Dạ. Cho nên anh cũng tỉ mỉ trong cuộc sống. Đúng rồi. Vậy thì cái tỉ mỉ của anh có phải là anh soi mói từ ly từ tí? Không. Chỉ là bên tại vì làm cho công ty nước ngoài. Dạ. Phải rất là kỹ. Kỹ là coi thử có xăm kim hay cơ hàng có hư hay không. Nếu mà được mình phải đóng thùng để đi xuất khẩu đi cho Hàn Quốc. Nếu mà sai qua cái thì nó đền một lô hàng đó. Dạ. Thì anh có kỹ như đó thôi. Vậy đối với vợ anh có kỹ vậy không anh? Vợ anh hả? Anh không kỹ gì, anh nó thương vợ lắm. Nói chung là vợ biết lo chồng, lo hai bên, nội ngoại là được. Dạ. Bây giờ mình sẽ nói với nhau về cái chuyện lập nghiệp nè. Rồi về nếu mà cưới nhau về thì có làm dâu hay không, chị Trong có làm dâu hay không, rồi anh sẽ chăm sóc vợ như thế nào, rồi nhà ở là mình ở chung hay ở riêng, rồi bao lâu thì hoặc là nếu mà ở làm dâu thì bao lâu mình ra riêng. Nói chung á, nếu mà anh và em đến với nhau á thì anh hứa rồi em, mẹ anh không bao giờ cho ai còn làm dâu hết. Nhà anh 7 gia đình, 7 anh em, không ai muốn làm dâu làm rể hết, mẹ anh cho ra riêng hết.
Bây giờ ở quê anh thì anh có một cái nhà riêng rồi, thì anh vô anh sinh sống ở nhà công ty của em anh. Thì em thích về quê thì anh dẫn em về quê, vẫn có, nói chung là về thì đi vô ở thôi. Dạ. Em thì quan điểm lấy chồng phải theo chồng, nhưng mà hiện tại bây giờ em đang làm ở Biên Hòa, công việc thì chỉ em mới chuyển xuống khoảng 5 rưỡi thôi, cũng chưa có ổn định lắm. Em muốn là có thời gian để mình ổn định công việc, sau đó mình sắp xếp thời gian tìm hiểu nhau, và sau đó thì hai đứa sẽ, nếu mà tiến xa hơn thì hai đứa sẽ suy nghĩ coi là mình nên ở đâu, ở công việc sắp xếp như thế nào. Nói chung bây giờ em thích ở đâu thì anh ở đó thôi. Dạ. Thì anh sẽ chiều em. Còn công việc của em bên kiểm giày thì Long An anh sẽ hứa với em, ông Hoa dạy hứa là em vô liền, thì anh sẽ hứa tại Long An sẽ có nghề của em kiểm bên giày. Anh ủa, sẽ đi xin gì cực vậy anh, nhà mình có công ty mà, công ty nhà mà về kiểm chung là tiện luôn. Nhiều trời khi ơi thích về chung được. Ừ, nó về là tiện luôn chứ đi xin chỗ khác làm chi, hiểu không? Đó thì em thấy chúng mình tới đây là chừng nào mình tiến tới, em nghĩ sao? Dạ. Tùy vào mức độ quan cái sự tìm hiểu của hai đứa thôi. Cảm ơn. Em thì thời gian là không quan trọng, chỉ quan trọng là cái sự hòa hợp của hai người. Rồi, anh biết. Dạ. Anh sẽ cố gắng, nếu mà chúng mình hẹn nhau anh sẽ cố gắng đem hạnh phúc lại em. Dạ. Anh hứa. Cảm ơn. Rồi. Anh hứa là Nam Thư là anh Hiền Linh. Rồi. Dạ. Thường quá. Hứa đi, hứa sao? Nếu mà chúng em đến với nhau bữa nay thì em sẽ đem hạnh phúc với cho bạn gái. Em không bây giờ em để cho bạn buồn. Dạ. Cảm ơn em. Thay mặt những người đàn ông, cảm ơn em đã chăm sóc như thế. Dạ. Những gì mình nói nó nằm ở trên truyền hình cả đời luôn. Dạ. Hứa làm được là phải làm. Dạ. Ha. Anh tin những điều đó ở em. Dạ. Bởi đây một người đàn ông từng trải rồi. Nhìn ba mẹ của bạn Thạnh, anh đã hiểu điều đó. Anh tin rằng em sẽ đem hạnh phúc đến cho Trong. Ha. Còn quyền quyết định vẫn là của Trong. Nào, chúng ta hãy bắt đầu đến với giây phút quan trọng. Xin tất cả gì mình nói đã nói hết rồi. Vấn đề Trong, em là quyết định. Hãy nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Em có tin vào tất cả những điều anh này nói hay không? Nút bấm đang ở trong tay của em. Quyền quyết định là của em. Và hai anh chị sẵn sàng nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Đẹp, rất đẹp. Ô, chúc mừng anh chị. Dạ, em mời chị. Mời anh. Đẹp lắm. Vui quá à. Nắm tay đi Thành. Anh tin rằng có ba mẹ của Thành ở đây, có em Thành ở đây, có gia đình Thành ở đây. Thành sẽ làm đúng những gì mình đã hứa. Dạ. Bây giờ mình chắc chắn rằng gia đình của bạn Trong cũng theo đang dõi xem chương trình. Dạ. Và em hứa gì với gia đình của bạn Trong đi? Con hứa là gia đình với bạn gái, con sẽ đến với bên Trong, con sẽ lo lắng cho từ đây về sau. Con không để cho Trong buồn và khổ. Rất đẹp. Trong nói gì với hai bác đi Trong? Dạ chào hai bác. Con sẽ hứa là con sẽ đối xử chân thành với ảnh. Nếu mà là đến tiến tới được hôn nhân, con sẽ chăm sóc gia đình cũng như chăm sóc ảnh, cũng như chăm sóc hai bác thật tốt. Đẹp lắm. Anh nghĩ rằng các bạn đủ để hiểu đây là một cái cuộc hôn nhân sắp tới. Làm gì để nuôi dưỡng cuộc hôn nhân đó, làm gì để chúng ta có thể giữ được cái tình yêu đó. Các bạn dư sức làm điều đó mà ha. Hãy chân thành với những lời nói của mình. Yeah. Và đặt nụ hôn đầu tiên. Sau khi bấm nút xin phép. Dễ thương. Dễ thương lắm á. Ha. Chúc hai bạn sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Yeah. Tôi đã nói rồi, ở đây trên hai chiếc ghế này có những cặp là sau một tuần đã đăng ký kết hôn, có cặp là 2 tuần, 3 tuần, có cặp là 1 tháng, thậm chí là có cặp vài tháng sau đã đăng ký và quay trở lại với một em bé đang bế trên tay. Tôi rất hạnh phúc khi mà đón chào các bạn quay trở lại nha. Đây là chiếc vé xem phim của Cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn.
một cặp gối của công ty cao su Vinacatech và một phiếu giảm giá Vinacatech 50%. Và xin gửi tặng đến anh chị đây là chiếc máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Aladdin Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành và đổi mới trong năm đầu, tổng giá trị lên tới 7 triệu đồng. Đây, em gửi anh. Một món quà của Việt Nam, cacao mật của đất. Hy vọng là tình yêu của các bạn nó sẽ ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Và đây là một chiếc và đây phần quà dành cho hai anh chị là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ dành cho gia đình Việt. Và chiếc TV này sẽ ở trong nhà của hai anh chị nếu như hai anh chị tiến tới hôn nhân. Một lần nữa em xin chúc mừng hai anh chị. Em cũng chân thành cảm ơn chương trình đã cho em gặp được trong bữa đây. Cảm ơn anh, lo cho chị em cho tốt nha. Không là em xuống thêm kiếm á. Còn hoa nữa hả? Rồi quà quá trời quà. Đây. Chị ơi, về mặt đi tập yoga nè. Chiếc này á, để mình dành cho cái ngày đăng ký kết hôn đó ha. Đẹp lắm á. Giữ lấy nha Công nha. Giữ lý nha Thành nha. Trời ơi. Cái này... anh cầm đi, anh cầm phụ đi. Cái này anh... Sao vậy? Anh cầm cái bịch dưới kia, để dưới kia sẵn một bao dưới. Rồi vậy chị đi trước ra đi. Ra phát cho. Đây này anh.